bóc trần thủ đoạn trộm xe máy đưa ra nước ngoài bán. Đối tượng Lý Nhật Quý Cường cùng 11 người lập đường dây trộm cắp xuyên quốc gia, chuyển sang Campuchia bán kiếm lời. Theo điều tra, Cường quy tụ chân rết tại nhiều tỉnh thành để đột nhập nhà dân, công sở, dùng vam phá khóa trộm xe máy. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6, công an liên tỉnh đột kích các cơ sở tập kết ở miền Nam của Cường, thu 75 xe máy, 5 van phá khóa, nhiều sổ sách ghi lại quá trình mua bán xe. Trước đó, đường dây đã vận chuyển hơn 200 xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ. Cường cùng 11 người bị công an tạm giữ hình sự về tội trộm cắp tài sản. Khi người ta lấy trộm được thì người ta sẽ gọi cho em. Cái tình trạng đó xe gì, người ta chạy ra tới cái kho bãi rồi em chuyển tiền cho họ. Xe không có giấy tờ là em nhờ người trên mạng làm giấy tờ để vận chuyển về Sài Gòn. Các đối tượng phạm tội với thủ đoạn hết sức tinh vi thành lập các cái hội nhóm trên không gian mạng để lôi kéo các đối tượng trộm cắp tiêu thụ tài sản vào cái nhóm này, và đa số những cái đối tượng trộm cắp trong cái nhóm này đều là những đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội trộm, hoạt động mang tính chất rất chuyên nghiệp.